Xin chào các bạn, hôm nay mình xin phép chia sẻ với các bạn cái cách tạo ra các cấu kiện phù hợp với cái nguyên lý làm việc với ABAP. Thì trước tiên, ABAP nó chỉ làm việc được với Solid Group. Các bạn có thể nhìn cái cách của mình vẽ như sau. À, giả sử như mình vẽ một cái tiết diện như thế này và mình bút lên các bạn. Sau đó thì mình sẽ make group. Các bạn muốn biết được cái khối này nó có phải là Solid hay không á, tức là khối đặc, thì các bạn kích chuột phải chọn Entity Info. Thì nó sẽ hiện ra cho bạn cái bảng Entity Info này ha. Thì tại đây nó sẽ thông báo cho các bạn là Solid Group. Thì đây sẽ là một cái nhóm mà ABAP nó sẽ làm việc được ha. Trước tiên là Solid Group. Và bên trong này nè các bạn, các cái cạnh này nó phải không có bị dư nát, bị thừa nát ha. Nếu như các bạn bị vẽ dư nát như thế này thì có thể ABAP nó cũng sẽ hoạt động lỗi ha. Cho nên là các bạn chú ý là mình sẽ vẽ đúng, không bị dư nát, thừa nát gì hết ha. Đúng, và nó là Solid Group. Rồi, đó là cái ràng buộc thứ nhất về Solid Group. Cái ràng buộc thứ nhì là các bạn phải vẽ đúng cái trục tọa độ. Sau đó các bạn muốn xoay như thế nào thì các bạn xoay. Thì ở trong này nó có thể nó không hiển thị cái trục tọa độ ra, nhưng mà các bạn có thể kích đôi vào đây, kích vào đây, các bạn nhìn thấy cái góc tọa độ nó như thế này. Thì các bạn muốn xoay kiểu nào cũng được. Đó, các bạn muốn xoay kiểu nào cũng được. Đó. Thì các bạn rào vào đây nó đúng y cái góc này ha, nó đúng y cái đường bao của nó đúng như cái khối. Đó, hoặc là mình sẽ vẽ một cái khối hình như thế này để cho các bạn dễ nhìn ha. Đây các bạn xoay kiểu nào cũng được. Đó. Đó, thì nó đúng với cái góc tọa độ của nó ha. Còn nếu như tại tại vị trí này các bạn cũng vẽ như thế này. Các bạn vẽ như thế này và các bạn. Đây, giả sử như mình xoay như thế này. Đó, như các bạn vẽ như thế này và mình make group tại đây. Make group như thế này các bạn, ra vào thì các bạn thấy cái đường bao của khối nó không đúng nè, double click vào đây thấy cái trục nó nằm ở đây. Đó, thì ABF nó sẽ có khả năng là nó sẽ bị lỗi ở tấm này, thì mình không nên dùng cái cách này ha. Các bạn cứ vẽ đúng theo cái trục nó, đúng theo cái trục nó như thế này, make group ha. Và mình muốn xoay kiểu gì đó sau đó thì mình xoay, chứ mình không nên vẽ trực tiếp đó thì nó sẽ bị sai cái khối ở đây ha. Đó, về solid group và vẽ đúng trục tọa độ. Ngoài ra thì khi các bạn làm việc với vật liệu, các bạn chú ý giùm mình là mình sẽ để ở chế độ là hai màu đi thôi ha, mono thôi ha. Tại vì có một số bạn đổ vật liệu vào thì không quan tâm cái tới cái việc dựng hình, nó có thể nó sẽ bị ngược mặt các bạn. Ở đây mình sẽ giả sử như bị ngược mặt thì nó sẽ như thế này ha. Đó các bạn, nó ngược mặt. Đó, thì cái tấm nó sẽ bị sai các bạn, nó sẽ không lấy được cái vùng liên kết. Một số bạn sẽ như thế này. Mình không 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 có kiểm tra ngược mặt các bạn. Các bạn để như thế này thì hai tấm này rõ ràng là nó vuông góc với nhau, thì có nó sẽ nhận được liên kết, nhưng mà các bạn double click vào nó không có nhận được liên kết. Nguyên nhân tại sao? Nguyên nhân tại vì cái mặt đúng của nó là lại đi hướng vào bên trong rồi, cho nên là sẽ bị sai nha. Cái này thì mình phải chỉnh lại ngược mặt lại ha, cho nó tất cả nó màu trắng như thế này. Thì khi đó các bạn bấm vào nhận liên kết thì nó mới nhận được liên kết. Đó. Đó là những cái cơ bản nhất đó. Solid Group vẽ đúng cái góc trục tọa độ ha, vẽ đúng mặt và không bị ngược mặt. Rồi, tiếp theo là về cái vấn đề mà hai cái mặt phẳng lớn nhất nó phải đồng dạng các bạn. Đây. Các bạn giả sử như các bạn vẽ một cái khối như thế này, make group. Đây, mình sẽ nhìn nè, hai cái mặt phẳng lớn nhất là cái mặt phẳng này và cái mặt phẳng này nè. Đó, nó phải đồng dạng với nhau. Nếu trường hợp mặt phẳng lớn này tự nhiên nó có một cái hình tròn, đó, hoặc là nó có một cái rãnh như thế này. Bạn bút nó xuống. Thì bây giờ mình có hai cái mặt phẳng lớn nhất, mặt phẳng này và mặt phẳng này, thì nó không đồng dạng với nhau, như vậy là nó sẽ không làm việc được. Cái khối này nó không phải là cái khối chuẩn của ABF để làm việc, các bạn chú ý ha. Rồi, về cái cạnh nối giữa hai cái mặt phẳng lớn nhất đây các bạn, thì nó phải tạo thành một cái góc vuông ha, tạo thành cái góc vuông, cái cạnh nhỏ nè, cái mặt phẳng nhỏ nè, để nối giữa bắt cầu giữa hai cái mặt phẳng lớn, thì nó phải tạo thành cái góc vuông. Một số bạn sẽ vẽ cánh cửa như thế này. Cái này về trong thiết kế thôi các bạn. Các bạn trong thiết kế thì các bạn sẽ vẽ như thế này thôi. Nhưng mà về nguyên lý làm việc của ABAP á, nó sẽ bị lỗi, nó không có đúng ha. Hai mặt phẳng lớn nhất, mặt phẳng này và mặt phẳng này nè, nó không đồng dạng. Và các cái cạnh nối giữa, các cái mặt phẳng nối giữa hai cái mặt phẳng lớn nhất á, nó không có tạo thành cái góc vuông. Thì như cái cấu kiện như thế này á, nó sẽ không làm việc được và nó cho ra kết quả bị sai. Thì tốt nhất là các bạn chọn cái mã chỉ ha, chỉ định cái cạnh chỉ dán dán chỉ chỗ này và chỉ định nó là vát cạnh hoặc là sao đó cho nó phù hợp, vát tay nắm hay gì đó cho nó phù hợp bằng cách chỉ định cạnh dán chỉ ha, thì tem nhãn nó sẽ thông báo cái chỗ đó luôn. Thì các bạn không nên vẽ như thế này, và các bạn chỉ cần đúng nguyên tắc là hai mặt phẳng lớn nhất đồng dạng và các cái cạnh nối đây, các cái cạnh nối, các cái mặt phẳng nối
nhỏ nối giữa hai mặt bảng lớn á, nó tạo thành các cái góc vuông thì nó sẽ làm việc được. Thì cách làm việc được thì các bạn chỉ việc bấm vào cái nút gắn nhãn này, các bạn bấm vào đây nè, ABF nó sẽ tự động nó gắn được cái nhãn lên cái cấu kiện đó, thì cái cấu kiện đó sẽ là cái cấu kiện làm việc được ha. Còn cấu kiện nào mà nó không có gắn nhãn được thì nó không đúng nguyên lý để làm việc. Rồi các bạn có được một số cái tổng hợp như thế này nhé. Thường thì khi mà mình vẽ thủ công thì mình sẽ tạo ra một cái tấm chuẩn như thế này, giả sử như tấm E17 ly, thì mình sẽ make it up lại. Đây, make it up lại. Đó, thì mình sẽ tạo ra các cái tấm chuẩn này rồi mình đưa vào trong cái mô hình của mình, rồi mình sẽ keo kéo giãn gì đó tùy ha. Thì khi các bạn tạo ra cái tấm này thì cái tấm này nó phải có tên, thì các bạn chọn vào cái tấm đây và các bạn bấm vào cái thanh công cụ đổi tên nè, và mình đặt tên cho nó. Ở đây thì mình sẽ đặt tên cho nó là, giả sử như mình đổi tên là tấm nằm ví dụ như vậy ha, hoặc là tấm đợt, tấm kệ gì đó. Rồi còn đây thì mình đặt tên là tấm đứng. Thì khi trong quá trình mình làm việc đó, các bạn lỡ như trường hợp mà nó có báo lỗi hay gì đó thì mình có thể lọc ra được cái cấu kiện đó bằng cách mình chọn outliner và mình gọi tên nó ra. Ở đây thì mình sẽ gọi tên nó ra ha, giả sử như mình nói là đợt đó, thì nó sẽ lọc ra cho mình các cái cấu kiện đợt và mình sẽ lựa chọn các cái cấu kiện này để mình xử lý nó ha. Đó, đó là những cái nguyên lý cơ bản mà vẽ cái tấm làm việc được đúng với cái cách làm việc với ABF. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi.